Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các địa phương, các cấp hội cựu chiến binh, đơn vị lực lượng vũ trang trong cả nước tổ chức. Và vào tối nay, cầu truyền hình trực tiếp với tên gọi Trở lại Điện Biên nối hai điểm cầu đồi A1, thành phố Điện Biên và trường quay Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ chính thức lên sóng truyền hình nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trong hành trình trở lại chiến trường xưa, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên đã ghi lại được những cảm xúc từ các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc lập, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Những cựu chiến binh chiến sĩ Điện Biên đã đến thăm các điểm di tích như đồi A1, hầm tướng De Cát Ri, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại mỗi điểm di tích, bao ký ức hào hùng xưa lại tràn về. Tuy tuổi cao, sức khỏe đã giảm nhiều, nhưng tinh thần vượt khó thì vẫn còn nguyên trong mỗi cựu chiến binh Điện Biên. Lê Quảng Ba hỏi rằng là mới vào bộ đội phải không? Bảo báo cáo thủ trưởng em mới vào. Bảo thế quê ở đâu? Em quê ở Bắc Ninh. Bảo thế ở nhà đã chiến đấu chưa? Bảo em có chiến đấu rồi. Bảo thế chiến đấu như thế nào? Bảo chúng em vây đồn địch rồi cho em lấy được đồn địch. Bảo thế các cậu lấy như thế nào? Thế thì đồng chí nói rằng là chúng em ít súng mà chúng nó nhiều súng. Thế thì chúng em mới bèn nghĩ ra một cách là chúng em đào hầm luồn qua hàng rào vào đồn của chúng nó. Thế rồi đợi buổi trưa là nó mới ngủ. Thế là chúng em tung hầm lên, thế là chúng em lấy được đồn. Thế thì qua cái ý, câu nói ấy của một chiến sĩ tân binh, đồng chí Lê Quảng Ba mới toát ra cái ý nghĩ phải đào con đường hầm như thế. Chúng tôi kết hợp với đại đoàn 316 kéo 24 của pháo 105 và 24 của pháo cao xạ là vào đến trận địa. Dự kiến là ngày 20 tháng 1 năm 1954 là phải vào đến trận địa. Nhưng chúng tôi kéo đến gấp đôi thời gian mà không vào. Vì lý do là khi khảo sát địa hình không chắc chắn, cho nên chúng pháo lên dốc xuống dốc, có độ dốc cao 40 độ, 50 độ, thậm chí có 60 độ, cho nên là pháo không vào trận địa được. Cho nên chúng tôi phải động viên nhau kéo 3 ngày nữa để pháo vào trận địa. Thăm sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, đường xa nhưng nhiều cựu chiến binh dù đã ngoài tuổi 80, có cụ đã sắp xỉ 90 tuổi, vẫn quyết tâm trở lại bằng được. Nơi đây, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ huy quân và dân ta trong 9 năm trường kỳ kháng chiến, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với ông Mông Đức Ngô, trung đội trưởng phụ trách trung đội thông tin liên lạc, người có quãng thời gian dài ở bên đại tướng, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ, về vị đại tướng của nhân dân vẫn còn rất rõ. Là trung đội trưởng phụ trách một trung đội thông tin liên lạc để truyền lệnh của đại tướng bằng tiếng Tày dân định hóa cho các quân binh chủng, tức là cho sư 308, 312, 316, trung đoàn 246, sư 304 ở trên Hồng Cúm cách Điện Biên Phủ 6 cây. Tức là cái trung đoàn ấy là của nó, là nó bố trí quân ta đánh ở bên Lào sang. Hành trình trở lại Điện Biên là dịp để các cựu chiến binh ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên, một thời đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh, đóng góp của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa là những tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước noi theo, góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của quân và dân ta.